Thưa quý vị, những ngày gần đây rất nhiều hình ảnh và thông tin phản ánh tình trạng quá tải khi làm thủ tục đất đai tại tổ một cửa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được lan truyền. Kèm theo đó là không ít lời đồn đoán về chuyện sốt đất nông nghiệp do người dân đổ xô đi mua làm nhiễu loạn thị trường. Trước thực tế này, phóng viên Đà Nẵng TV đã tìm hiểu. Theo ghi nhận tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, vào sáng nay rất nhiều người dân đến đây để bốc số chờ đến lượt để nộp hồ sơ làm các thủ tục liên quan về đất đai như chuyển nhượng, cấp đổi và xóa thế chấp. Theo văn phòng một cấp chi nhánh huyện Hòa Vang, ngày hôm qua chi nhánh đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Còn hôm nay lượng người đã đến giảm đi khá nhiều. Lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng cho biết việc chuyển nhượng mua bán đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang thời gian qua luôn sôi động vì nhiều nguyên nhân nên có thời điểm xảy ra tình trạng lượng người đến làm thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tại tổ một cửa tăng mạnh, thường xảy ra vào ngày đầu tuần. Việc chuyển nhượng đất đai của Hòa Vang á, thì trong thời gian qua thì cũng luôn sôi động vì là Hòa Vang là một trong những cái huyện mà triển khai rất nhiều dự án giải tỏa đền bù của thành phố. Cái thứ hai nữa thì Hòa Vang cũng có dư địa về phát triển, trong đó là tiềm năng lợi thế về đất đai. Tuy nhiên thời điểm gần đây có sôi động hẳn lên là do là thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kết hợp với du lịch. Đây là đề án thí điểm. Tuy nhiên là có đất lợi dụng cái đề án này bỏ từ thí điểm đi và cho rằng là đất nông nghiệp được xây dựng, được phát triển du lịch vân vân. Tung tin như thế để tạo lên cái cơn sốt đất để trục lợi, kiếm lời. Đà Nẵng đang mở rộng đô thị về phía Hòa Vang với rất nhiều dự án đang được triển khai. Do vậy rất nhiều người dân đến huyện làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Thêm vào đó, gần đây thành phố cũng có đề án thí điểm phát triển du lịch trên đất nông nghiệp. Lợi dụng điều này, giới cò đất, dịch vụ môi giới đất, thông tin đồn thổi thất thiệt khiến cho nhiều người tìm mua đất nông nghiệp để đón đầu với kỳ vọng sẽ chuyển đổi mục đích lên đất ở và đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, huyện Hòa Vang khẳng định chưa có một trường hợp nào được giải quyết. Những trường hợp mà đất nông nghiệp thuần túy mà người dân đang sản xuất nông nghiệp mà muốn chuyển qua đất ở thì hiện nay là chưa có cái căn cứ pháp lý để Ủy ban huyện giải quyết những cái trường hợp đó. Và trong những năm gần đây, 5 năm trở lại đây thì Ủy ban huyện chưa giải quyết bất kỳ một trường hợp nào cho phép cái việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp mà tôi vừa nói sang đất ở hay là các cái loại đất thương mại dịch vụ hay là phi nông nghiệp khác, thì không có giải quyết bất kỳ một trường hợp nào, thì đó là cái thông tin chính xác. Tại xã Hòa Bắc, địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch nên việc mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp để chuyển mục đích được nhiều người quan tâm đến tìm mua. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã thì chưa có tình trạng sốt đất mạnh như đồn thổi. Thời gian mà sau Tết hiện nay đến nay thì giá của đất nông nghiệp thì có tăng lên, nhưng mà cũng không phải là tăng đột biến lắm. Ví dụ nó tăng khoảng bao nhiêu phần trăm so với giai đoạn trước? Nó tăng khoảng 20% so với giai đoạn trước Tết. Thì trước Tết thì một sào đất nông nghiệp thì người ta giao dịch thì nó khoảng 200 triệu. Thì hiện nay nó khoảng từ 220 đến 230 triệu một sào đất 500 mét vuông. Nó cũng không cao lắm. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẳng định không có chuyện cho phép chuyển mục đích đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Vì vậy, người dân cần cảnh giác với những tin đồn thất thiệt để tránh thiệt hại. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm những trường hợp tung tin, quảng cáo nhận làm các dịch vụ chuyển đổi mục đích đất đai trái pháp luật.